Đây là một con xịt bắc đời 2009. Xe thì gốc 60A69229. Xe thì đèn, nước sơn thì mới tinh, không phải làm gì. Đây, nhìn thấy không? Rất là đẹp nha. Thì cho anh em xem mình cái nội thất này. Nội thất thì nỉ luôn này ha. Hoàn toàn mình nỉ hết nè. Nỉ nè. Tắp bi nè. Dán caro caro rất là đẹp. Xe là 5 chỗ ngồi ha. Và xe này thì anh em nhìn thấy nước sơn mới, có cái cản nè. Và giá là 92 triệu ha. Và xem xe tại Sài Gòn luôn, bến xe miền Tây. Xe này thì nó đang nằm ở bến xe miền Tây, siêu thị O luôn. Anh em mà muốn mua xe này và giấy tờ thì ngay chủ luôn, muốn rút thì Pháp Anh thêm tiền là Pháp Anh rút cho. Còn cái xe này mình bán cái giá rất là rẻ, để cho anh em mà thích thì cứ liên hệ ha. Nước sơn rất là đẹp nha. Số điện thoại anh em muốn liên hệ hoặc là anh em muốn đổi xe về cái xe này thì cứ liên hệ trực tiếp cho nhân viên. Máy móc thì mình bao hết rồi, mình đã dọn hết rồi, mà sơn mình cũng dọn gầm một miếc này kia là mình đã làm hết rồi ha. Anh em chỉ thích thôi, nói chung là chỉ có thích hay là không thôi nha. Liên hệ trực tiếp cho nhân viên và tất cả bà con mình muốn chụp những cái thứ gì thì sẽ nói nhân viên sẽ chụp cho bà con. Thì xe này thì bà con muốn liên hệ thì trực tiếp 0775522 hoặc số điện thoại 0988 11554 nha. Gặp trực tiếp nhân viên bán hàng nha. Bye bye, hẹn gặp tất cả bà con với những video tiếp theo nha. Bye bye.